Mẹ ơi, dạo này vườn nhà mình nhiều quá thế mày nhỉ? Mưa, mỗi một trận mưa xuống thì quả nó lại mọc như rừng ấy, mẹ phải làm suốt đi. Mẹ ơi, sao dạo này mẹ này ăn ít cơm thế? Nắng mệt thì mẹ không muốn ăn. Mẹ giờ chỉ nghĩ đến bát tiết canh vịt hoặc bát riêu bún vịt thì ăn thì còn ngon đấy, chứ còn chả cái gì ngon nữa này. Giờ nghĩ chả muốn ăn cái gì nữa. Mẹ ơi, thế thì nhà mình có vịt thì con phải ăn bắt vịt thịt mẹ nhé. Ừ, về bắt con vịt mà thịt đi chứ để làm gì. Vâng, thế thì về bắt vịt thịt, làm bát tiết canh. Ừ. Mới lại riêu bún vịt. Ừ. Vừa rồi thì mẹ mình muốn ăn bát tiết canh vịt và bát bún riêu vịt. Thì giờ mình sẽ làm thịt vịt để làm món bún riêu vịt và tiết canh vịt. Nguyên liệu thì cần chuẩn bị như sau. Đây, một là chanh hoặc quất và ớt, gừng, sả. Rau thơm thì có là rau ngỏ, rau răng cưa, rau mùi và rau húng. Sả và gừng trước khi luộc thì lót ở dưới đáy nồi để miếng thịt vịt nó thơm ngon các bạn ạ. Và cuối cùng nguyên liệu không thể thiếu đó chính là con vịt các bạn ạ. Trước khi cắt tiết vịt thì các bạn là cần phải chuẩn bị cái dung dịch để pha tiết vịt. Thì dung dịch pha tiết vịt thì bao gồm có mắm và có nước sôi hoặc nước lọc. Thì các bạn cứ pha là 1 thìa mắm, 2 thìa nước, tương ứng với lại 1 kg vịt. Tức là con vịt mà 1 cân thì các bạn cho 1 thìa mắm này. Một xìa mắm, hai xìa nước. Cái con vịt của mình thì là 2,8 kg thì mình sẽ cho là 3 xìa mắm và 6 xìa nước. Đây, mắm của mình là dùng là mắm cắt hải nhé. Hai xìa này, 3 xìa này, theo là mình sẽ cho là 6 xìa nước. Vâng, và đã đủ là 6 xìa. Sau đó các bạn ngoáy đều. Cắt vịt thì bạn có thể cắt vào gáy con vịt, có thể cắt vào cổ con vịt và có thể cắt vào lách con vịt. Thì ở đây thì các bạn nên cắt vào lách con vịt, bởi vì là lách con vịt thì nó là cắt vào động mạch của con vịt thì tiết sẽ chảy ra nhanh hơn và cái tiết nó đỏ hơn và nó ngon hơn các bạn nhé. Đây các bạn cắt vịt thì các bạn cắt vào đúng cái húng của con vịt này nhé. Như vậy thì tiết sẽ chảy mạnh hơn này. Đây, cắt vào đúng vậy. Cái lách thì cắt vào đúng cái húng của con vịt này. Đấy. Đấy, sau khi các bạn cắt xong thì các bạn ngoáy đều tiết đi để nó đều tiết tan vào trong dung dịch mắm với lại nước lọc. Các bạn làm nhân để đánh tiết canh thì các bạn có thể là làm bằng lòng mè và cổ con vịt. Thì đối với lòng mè thì các bạn băm nhỏ, còn riêng cổ con vịt thì các bạn hãy đập dập, sau đó các bạn hãy băm. Như vậy thì cái xương nó sẽ mềm hơn, ăn ngon hơn. Mình sẽ băm thêm ớt. Món gia vị mà không thể thiếu được món tiết canh đó là phải có ớt. Băm nhỏ ớt xong cho vào nhân. Cho vào đây. Sau đó là cho nhân vào với lại rau thơm, trộn đều. Đấy, cái món mà không thể thiếu được nữa là món hành nướng. Cho giò nhân. Sau đó chúng ta trộn đều đi.
Sau khi chặt xong thì các bạn rắc một ít lá chanh lên để cho nó thơm. Tiếp theo là mình sẽ băm tỏi ớt để cho bát mắm làm nước chấm thịt. Đấy, đây là bát mắm. Đây, bây giờ ăn thì các bạn rắc nạc lên trên này. Đấy, ăn thì các bạn rắc nạc lên nhé. Đây các bạn ơi, đông chặt như này. Cứ theo công thức của mình thì tiết canh sẽ đông chặt. Con hỏi mẹ ăn tiết canh nhá. Đúng món mẹ thích đây. Canh đông ngon thế nhỉ. Vâng. Đánh năm quán. Vẫn còn thừa tiết nhỉ. Đông chặt nhỉ, ngon nhỉ. Canh trước. Mẹ ăn bún trước đi. Ăn bún trước ăn đến tiết canh. Rồi, đầu tiên các bạn là bắt chanh rồi này. Chanh hoặc quất. Đây nhà mình không quất chanh thì mình bắt quất. Mời các bạn ăn cơm cùng với mẹ con mình nhá. Đây các bạn ơi, này thích canh này, đông chặt luôn. Chỉ có một chút nước là cái nước quả quất mình vắt vào. Ngon lắm. Rất vừa và ngon. Ngon lắm, con ăn. Ngon lắm con ơi. Ngon lắm. Ngon. Cao vịt ngon, ngọt thật ý. Cái canh đông chặt luôn các bạn ơi. Ờ, miếng tiết canh. Cái tiết canh đông chặt các bạn. Vừa ngon. Ngon thế. Đấy các bạn này, cái canh đông chặt này, còn một chút nước này là cái nước mà quả quất bắt vào, đấy nó mà dạn ra. Chứ là một xe luôn. Đấy. Bún là đây là bún riêu vịt. Mới măng, mới rau rút. Mẹ ăn thịt đi mẹ. Mình thịt vịt chấm với nước mắm tỏi ớt cho bạn này. Món tiết canh vịt là món ăn dân dã, đơn giản nhưng rất ngon các bạn ạ. Mọi người nhớ vào like, đăng ký, ủng hộ mình với mẹ nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.